Chào mừng anh em đã đến với kênh Hưng Thịnh Đồ Đĩa Úc nhá. Hôm nay tôi lại tiếp tục lên video một số mặt hàng dụng cụ máy móc gửi tới cho tất cả anh em và coi xem là mình đang có cái nhu cầu mình mua cái loại máy nào nhá. Nếu anh em nào vào coi mà mua được cái loại máy nào thì anh em có thể chụp lại cái màn hình của cái máy đó, anh em có thể gửi vào hai số điện thoại đều có Zalo anh em nhá. Và gửi cho tôi, và hoặc không vào được thì Zalo thì em có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là gọi nhắn tin đi cho bên tôi anh em nhé. Thì anh em vào coi thì nói chung là anh em nào mua được cái máy nào thì rất là cảm ơn rất nhiều những các anh em đã ủng hộ. Còn anh em nào vào coi cũng không mua được cái máy nào mà không ưng đúng ý mình không sao anh em nhé, thì nhờ anh em vào coi thì chấm cho một cái like anh em nhé. Chấm giúp cho một cái like ủng hộ kênh bên shop anh em nhé. Cảm ơn tất cả các anh em đã vào coi video của shop. Xin kính chúc tất cả các anh em của ngày cuối tuần luôn ngày nghỉ mạnh khỏe, luôn mạnh khỏe bên gia đình của mình nha. Giờ tôi đi vào chi tiết từng cái máy ở đây hôm nay cho anh em, thì sẽ anh em vào xem là mình có hợp lý với cái giá cả với mình cần mua thì anh em có thể ủng hộ nhá. Thì bây giờ đây tôi trước tiên tôi đi vào cái mấy cái dòng đồ máy khoan pin trước cho anh em nhá. Thì đây cũng có mấy một cái số của Ojito đây. Ojito thì cũng có một cái tôi cũng có một về được lần này về được một số được cũng chỉ 5 cái không có nhiều anh em nhá. Đấy, 5 cái bu lông. Cái dòng bu lông của Ojito mới lưu nhá anh em nhá, có cả móc nhá, có móc chân đầy đủ luôn. Con này thì lực của nó là dòng lực của nó là 215 nhá, đầu 1/2, 215 đầu 1/2 mà con này thì dòng không chổi than anh em nhá, anh em thấy rất êm này. Đấy, rất êm. Con này thì nó không có chỉnh lực, đặc biệt nó không có chỉnh lực, có một lực thôi. Đấy, thì có đèn thì laser, có đèn led làm việc luôn. Đèn led là soi. Đấy, con này đảm bảo thế em mở được, tôi mở thử nhá. Lực 25 như tôi mở ốc 19 là ra được anh em nhá. Đánh vẫn vô tư. Ốc 19 ra thoải mái luôn. Đấy. Thì như xe con tay ga là 19 là ra ok chứ có gì đâu. Rất ok nhá. Tôi mở hẳn ốc xe 5 chỗ đấy, ra bình thường. Đấy. Thì anh em nào quan tâm một con bu lông Ojito này nhá, dòng không chổi than. Đấy. Thì tôi để cho anh em giá chỉ có 1.350.000 nhá, bao ship tận nhà cho anh em một cái body nhá. Bảo hành 3 tháng nhập hàng này, dòng mới new nhá anh em nhá. Dòng này mới new. Đấy, mới new còn full nộp đây này. Đấy, có cữ này. Còn anh em là chưa có pin sạc thì nhắn tin cho tôi nhá. Đấy, một pin ví dụ như đây. Anh em là mua pin 4A, một pin 4A hoặc là một pin 4A một sạc. Đấy, hoặc là pin 2A 1.53. Đấy thì 1.5A này, một sạc này thì nó chỉ vào có xem nào. Một pin một sạc và một pin 1.5A là đi nó vào có 1.750.000 thôi nhá. Đấy. 1.8 bộ nhá. Đấy, một pin nếu một bộ pin cả sạc nhá. Đấy. Có 1.800.000 thôi, một bộ bu lông. Một pin 1.5A. Anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Đấy, còn thân máy là một body là 1.350.000 mới điều nhá. Mới điều. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi anh em nhá. Rồi. Và đây một cái con lọng này. Đấy, con lọng pin. Đấy. Đấy, con lọng pin này anh em, đế của nó rất dày nhá, của Ojito nhưng mà đế rất dày. Đấy, đế rất là dày. Con này nó bị bụi thôi nhá, chứ máy còn rất là mới, nó bụi thôi. Máy còn rất đẹp. Đấy, nó dòng có chổi than nhá. Anh em nó quan tâm một con động như này, tôi để cho anh em là giá nó vào có 600.000. Đấy, 600.000 con động nhá. 600.000 con động đây này, có lưỡi chỉnh lưỡi ra, chỉnh lưỡi rồi này anh em nhá. Máy chạy rất khỏe nhá. Đấy, 600.000 bao ship tận nhà. Đấy, một thân máy nhá. Đấy. Rồi còn đây con vít này. Đây con vít Ojito. Vít dòng có chổi than nhé anh em nhé. Vít dòng có chổi than. Đấy. Con vít dòng có chổi than anh em nào quan tâm nhé. Giá chỉ có 600.000 một con vít này thôi.
Đấy. 600k một con vít có chổi thang nhá. Máy còn rất là đẹp. Nói chung là cũng còn được 9 trên 90%. Đấy. Nhá. Body. Còn đây anh em nào quan tâm con khoan này. Đấy, con khoan của Ojito nhá. Đấy. Khoan Ojito cái này pin hết pin rồi. Đấy, cũng còn rất đẹp này. Con khoan này chỉ để cho anh em là giá chỉ có 450k nhá. 450k một con khoan nhá. Đấy Ojito nhá. Khoan không có khoan cổ. Khoan là không có búa nhá. Dòng có chổi thang không búa còn mới nguyên anh em này, mới nguyên nhá. Mới nguyên chứ không phải cũ đâu nhá. Con này trước là bán 600.000 nhưng bây giờ để cho anh em 450k cả ship luôn nhá. Đấy, anh em nào quan tâm nhắn tin giúp tôi nhá. Rồi tiếp tục sang cái con khoan. À, con khoan HB dòng không chổi than này, loại không có búa nhá. Đấy, không có búa nhá. Đấy, HB không chổi than rồi không có búa này. Đấy, anh em nào quan tâm con này nhá, để cho anh em này. Này con cái này hết được cái 1-2 con luôn. Đấy, anh em nào quan tâm để cho anh em giá 1 triệu luôn này. 1 triệu luôn. Đấy. Còn cái con này. Đấy, con này dòng có chổi không chổi than cũng có búa nhá, nhỏ nhưng mà có búa nhá anh em nhá. Không chổi than có búa này. Đấy, anh em nào quan tâm cái con này. Dòng còn có búa để cho anh em giá 1 triệu 3 nhá. Đấy, 1 triệu 3 một thân máy. Nha, dòng HB không chổi than có búa nhá. Rồi. Rồi đây một con vít này. Đấy, đây cái con vít này là vào có 3 cấp chỉnh đập nhá. Đấy, 3 cấp chỉnh đập. Dòng không chổi than bút nét nhá. Đấy. Anh em nó quan tâm thì để cho anh em là giá là 1 triệu 300k nhá. 1 triệu 300k con này. Đấy. Còn con dòng có chổi than này. Con này là dòng có chổi than nhá. Đấy, con này lực một con này lực của nó là 185 nhá anh em nhá. Đấy. Con này lực siết nó 185 này. Anh em nó quan tâm thì để cho anh em là con này là giá đi là 800k con này nhá. Đấy, 800k một con vít này nhá. Đấy, dòng có chổi than. Đây tiếp tục sang cái con khoan hai chức năng dòng có chổi than này. Đấy, khoan hai chức năng dòng có chổi than. Máy đẹp chưa tí vết nhá. À, không tí vết này. Đấy, giá con này anh em nào quan tâm để cho anh em là giá là 600k nhá. Đấy. 600k. Một con. Còn con có chổi than. Ba chức năng này, có chổi than này giá này cũng không tí vết này. Đẹp long lanh không tí vết giá 850 nhá. Đấy, 850k. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Dòng có búa nhá. Đấy, dòng có búa. Rồi tiếp tục sang cái con thông cống nhá. Đấy, con máy thông cống này. Máy thông cống này, giá con này anh em nào quan tâm nhá. Đấy, tôi để cho anh em là giá là 1 triệu để cho anh em là giá là 1 triệu 7. 1 triệu 700k. Đấy. 1 triệu 700k anh em nhá. Một con thông cống nhá. Đấy, thông cống này. Đấy. Máy rất còn zin và còn đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào quan tâm con thông cống này để cho anh em 1 triệu 65 đi. 1 triệu 65. 1 triệu 65 bao ship tận nhà nhá. Đấy. Rồi tiếp tục sang cái con cắt gạch này. Cắt gạch. Body cắt gạch này. Có hộp có đầy đủ này. Nước này. Đầy đủ này. Đấy. Con này giá để anh em nó chốt thì để cho anh em giá 1 triệu 3 nhé. Bao ship tận nhà nhé. Body cắt gạch nhé. Đấy, 1 triệu 3 body cắt gạch này. Mới đi 100%. Còn cái con dòng có chổi than. Mài này. Mài có chổi than này. Đấy. Dòng này là vua châu bò nhất này. Đấy, châu bò nhất. Rất là bền nhé. Đấy. Anh em nào quan tâm với con dòng có chổi than nhé. Đấy, có đây có đá có đầy đủ cho anh em này. Đấy, full đồ nhá. Đấy, anh em mà quan tâm để cho anh em là giá là 1 triệu 4 nhá. 1 triệu 4 một con này nhá. Đấy, đầy đủ full phụ kiện cho anh em ghi mới luôn. Đẹp 97% luôn nhá. Đấy, anh em mà quan tâm con máy mài dòng có chổi than đầy mới. Đấy, cho anh em. Rồi tiếp tục sang cái con mài mỹ nghệ này, pin này. Đấy, mài mỹ nghệ pin full phụ kiện này. Giá để cho anh em giá chỉ 1 triệu 1 thôi nhá. Đấy, 1 triệu 1 này. Nguyên hộp phụ kiện này. Đấy, dây đầy đủ nhá. Con máy mài mỹ nghệ pin. Đấy, giá 1 triệu 1 bao ship tận nhà cho anh em. Rồi tiếp tục chuyển sang cái máy mài 230 đi nhỉ.
đây máy mài đi, đây dòng hai máy mài 230, dòng máy mài 230 mà cái loại mà máy mà để ở, rời ngoài thùng nhá. Đấy, ngoài rời ngoài thùng này, hai con này này. Đấy, hai con bài 230 rời ngoài nhá. Đấy, máy rời này, để cho anh em giá chỉ có 900k một con nhé. Máy rời ở ngoài cũng đầy đủ nhá, đầy đủ tay cầm máy, đầy đủ cho anh em này. Đấy, không có máy còn zin và đầy đủ nhá, nó không có thùng thôi, không có thùng đựng thôi. Đấy, 900k một con, anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi nhá. Còn cái con máy mài 1 lưỡi 125 này, công suất của nó là 800W này. Đấy, cũng đầy đủ tay cầm, đầy đủ luôn nhá. Đấy, có đầy đủ tay cầm, đầy đủ luôn, tương bản lưỡi đầy đủ luôn. Giá con này để cho em, con này là để 750 à. Đấy, 750. Con hai con mài 230 đấy có Ryobi được 2000W anh em nhá. Còn con này 2000W đây. Con này 2350W nha anh em nhá. Đấy. Đấy, con này 2350W này, con này nó công suất lớn hơn, có oxy tổ lớn hơn, màu đen lớn hơn. Đấy, anh em nào quan tâm là 900k một con thôi. Đấy. Còn cái con có thùng này ạ, con có thùng này đầy đủ này là 1.1 triệu. Đấy, có thùng đầy đủ 1.1 triệu anh em nhá. Đầy đủ. Có thùng trước ở trong ấy thì là 1.1 triệu. Còn đây tiếp tục sang cái nhám tăng này. Đây cái nhám tăng này của Ojito nhá. Con này là mặt nhám của con Ojito này, là mặt nhám của nó chỉ có là 7 ấy nha anh em nhá. Đấy, mặt nhám của nó là 7,5 phân. Đấy. Đầy đủ cho anh em nhá, nó là full phụ kiện nhá. Có đầy đủ ở đây nọc gió, nọc ấy chứ đầy đủ này. Thì giá anh em nào quan tâm với con nhám tăng Ojito công suất là 850W, điện 220. Đấy, để cho anh em 650k nhá. Tặng thêm 3 tờ giấy nhám cho anh em nhá. Đấy. Kèm 3 tờ giấy nhám. Còn đây con cưa đĩa 185 nhá. Đấy, công suất là 1500W, điện 220 nhá. Đấy. Anh em nào quan tâm thì tôi để cho anh em là giá 1 triệu bao ship tận nhà nhá. Đấy, 1 triệu bao ship tận nhà. Rồi tiếp tục sang con cưa kiếm này. Đấy. Đây là con cưa kiếm của Ojito nha anh em nhá. Có dòng có điều tốc nhá, công suất 800W nhá, dòng có điều tốc, điện 220 nhá. Đấy, có điều tốc nhá. Đấy, có điều tốc đầy đủ nên em cắt sắt chứ đồ ok, cắt vật cứng là tuyệt vời luôn nhá. Cắt cây rồi cắt vật cứng, cắt sắt, cắt đều nhựa đều ok luôn nhá. Giá có kèm hết cả lưỡi đầy đủ cho em này. Đấy. Giá nó chỉ có 850k. À 800 thôi. 800k một con, bao ship tận nhà cho em đấy, có hộp thùng đầy đủ này, 800k. Đấy, ship. Còn đây là con này này, đấy, con 230 này, công suất con mà 230 của Ojito này, con này là đầy đủ full kiện nhá. Đây này. Đấy, đầy đủ như này. Đấy, máy nó hầu như còn rất là đẹp. Đấy, nó đẹp và đầy đủ có thùng này. Đấy thì con này là công suất là 2350W. Đấy, con này thì là 1.1 triệu nha anh em nhá, bao ship tận nhà cho anh em. Rồi. Anh em quan tâm với nhắn tin chúng tôi nhé. Con này có khởi động mềm, nó cắt rất an toàn anh em nhé. Nó không có giật nên là không có phá mạnh. Đấy, pin của nó là tới 6.000 pin được. Rồi tiếp tục sang cái con mài mũi khoan. Đấy, và con mài lưỡi dao kéo. Đây là con chuyên mài mũi khoan. Đấy, chuyên mũi khoan nhé. Con chuyên mài mũi khoan là mũi từ 3 ly nhé. Đấy, từ 3 ly cho đến 12 ly nhé em nhé. Đấy, mới lưu 100% nhé. Giá chỉ có 850k bao ship tận nhà cho anh em này. Đấy. 850k một con mài mũi khoan bao ship tận nhà nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đây cái con điện 220 thôi anh em nhá. Còn đây con này là con mài dao kéo này. Con này thì còn tiện hơn này. Đấy, con này là mài từ lưỡi dao đến kéo này. Này mài cả mũi khoan này. Đấy. Mũi khoan này khi anh em này, cái bộ này tháo, khi mà anh em tháo cái bộ không mài lưỡi dao thì em rút tháo cái này bộ này ra. Em chuyển cái này sang bên này. Thì là thành mài mũi nào này là mũi khoan nhá. Đấy, mài mũi khoan. Đấy, nên là nó cả tiện, con này thì là tiện hơn con kia, là vừa mài dao kéo vừa mài mũi khoan đầy đủ cho anh em nhá. Đây. Đấy, cái này là nắp cái này vào, tháo cái này ra, nắp cái này là thành dao kéo này. Đấy, cái này còn cái này nó mài mũi kia gọi là lưỡi đục, lưỡi đục ấy. Đấy, lưỡi đục. Đấy, lưỡi đục với này lưỡi bào ấy. Đấy, lưỡi đục lưỡi bào của người làm mộc ấy. Thế anh em nhá. Đấy, giá nó chỉ có 850k thôi nhá. Đấy, 850k ship tận nhà cho anh em nhá. Đấy, kiểm tra nhận hàng nhá. Rồi tiếp tục sang đây cái
dòng phun sơn. Đây là cái con phun sơn này, phun sơn của Ojito nhá. Đấy, phun sơn Ojito công suất của nó là 400W điện 220-240 nhá anh em nhá. Dòng này phun rất tiện cho anh em nhá. Con này là bình của nó chứa được 1 lít nhá. Đấy, anh em có thể phun tường, phun sơn dầu, sơn nước đều được anh em nhá. Con này thì đảm bảo anh em là dặm giọng vá thì rất là tiện cho anh em, không phải quét cái gì nhá. Đấy. Anh em nào quan tâm cái con phun sơn này. Đấy, phun sơn Ojito nhá. Giá để cho anh em là giá thì đây để cho anh em là giá đi để cho anh em là giá 800k đây nhỉ. Đây để cho anh em giá 800k đây nhá. Đấy, 800k thôi nhá. Báo ship tận nhà cho anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi nhá. Còn đây hai cái con khoan này, đấy, khoan của Ojito nhá. Cái con khoan Ojito, cái loại khoan nhỏ này, con này rất tiện nhá. Con 500W thôi. Con này thì nhỏ gọn này. Này là đâu công suất của nó là đúng rồi 280W à. Con này là bắt vít, bắt khoan gỗ, con vít rất là nhỏ gọn nha. Làm ở gia đình thì quá tiện. Con này cực kỳ tiện nhá. Đấy. Anh em nào quan tâm cái con khoan này nhỏ này thì nhắn tin cho tôi nhá. Để cho anh em là giá đi này, để chốt giá cho anh em là đi 450 đi. 450 luôn. Đấy, rẻ luôn. Còn con thôi. Anh em nào quan tâm để rẻ luôn, rồi bán 500k, có mấy con bán rồi, còn con này bán 450 luôn nhá. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhá. Còn mỗi con duy nhất ấy. Còn cái con khoan và có dòng có búa nhá. Đấy, dòng có búa này. Đấy, 710W nhá. Có điều tốc nhá, có điều tốc có đảo chiều đầu ô tô lốc nhá. Đấy, đầu ô tô lốc luôn. Đấy, anh em nào quan tâm con này. Đấy, con này đảm bảo bao anh em xài luôn, cực bền luôn nhá. Đấy, rất là bền, vừa rẻ vừa bền. Đấy, anh em nào quan tâm thì giá 700k nhé. Vừa bền, rất là bền luôn, 700k. Đầu ô tô lốc nhá, không phải đầu mà kẹp băng ranh nhá. Rất tiện cho anh em luôn. Đấy, 700k. Đấy, anh em đảm bảo tôi bao anh em xài luôn đấy. Đấy, bảo hành 3 tháng cho anh em đấy. Anh em nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho chúng tôi nhá. Rồi, đây là con khò nhiệt Ojito này. Đấy, khò nhiệt Ojito. Con này thì hơi xấu tí. Đấy, con này anh em nào quan tâm này. Con này để cho anh em là giá con kia đẹp rồi 750 à. Đấy, con này được 700k đấy nhá. 700k bao ship tận nhà nhá. Đấy, cũng full phụ kiện nhá anh em nhá. Đấy, full phụ kiện đầy đủ luôn. Đấy, hơi xấu xíu thôi. Đấy, còn 95%. Đấy. Giá 7 con này trên 90% chứ không phải 95, rồi 92-93%. Đấy, con này để cho anh em là giá là 700k bao ship tận nhà nhá. Đấy. Đấy, nhiệt độ của nó lên tới 600 độ C. Đây con này này, hai con nó khác nhau đây anh em nhá. Đây con này là 750, con này là 700. Anh em quan tâm đều phun phụ kiện nhá, đều phun phụ kiện. Đây đều phun luôn. Anh em quan tâm thì nhắn tin cho tôi. Rồi còn tiếp tục sang cái con khoan. Đấy. Khoan 800W. Đấy. Đẹp long lanh luôn, đẹp 97-98% luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em nhá. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đầu ô tô lốc kẹp 13. Đấy, công suất là 800W. Đảo chiều, có điều tốc, có đảo chiều đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Anh em nào quan tâm để cho anh em là giá có 850 thôi nhá. 850 thôi. Đấy, không có nhiều, đấy cũng 850. Rồi tiếp tục chuyển sang cái con khoan bê tông phun bo này. Đấy, con khoan bê tông phun bo đầu 17, tức là mũi 17 nhá. Đấy, đầy đủ phun phụ kiện. Đấy, anh em nào quan tâm nhá, tôi để cho anh em giá chỉ 2,4 triệu thôi nhá. 2,4 triệu ship tận nhà cho anh em. Đấy, kèm hai mũi đây. Đấy, kèm hai mũi, mũi này mũi xịn này anh em. Đấy, mũi của nó mũi năm cưới nhá. Đấy, đấy anh em nào quan tâm. Đấy, 2,4 triệu ship tận nhà nhá. Đầy đủ đây này, còn mỡ này, còn nguyên này. Đấy. Anh em đây của nó đây, mũi này anh em nhá. Mũi của nó này, con đồng khía này. Đấy, mũi đồng khía này đấy nhá. Mũi này nó mũi dài. Mũi này thực sự dòng này mũi này là cái mũi xịn này đắt tiền đấy anh em. Mũi rất là đắt. Một mũi của nó tới gần 200.000 một cái mũi. Rất là đắt. Anh em nào quan tâm nhắn tin cho tôi nhá. Con này là công suất của nó là 1.500W à.
Đấy, 1.500W. Đấy. Em nào quan tâm nhắn tin cho tôi, đầu cổ dài. Rồi tiếp tục sang cái con Ojito. Đấy, con Ojito 900W anh em nhá. Đấy, full phụ kiện này. Đấy, lưỡi này, mũi này đầy đủ nhá. 3 mũi khoan nhá và 2 mũi đục này. 900W nhá. Đấy, 900W. Máy còn đẹp, 97% nhá. Đẹp luôn. Đấy, rất cực kỳ đẹp luôn đấy. Có mỡ vẫn còn này anh em này. Anh em đi, tôi mỗi lần tôi bán cho anh em tôi kiểm tra cho mỡ tiếp vào kiểm tra mỡ, cho mỡ đầy đủ cho anh em rồi tôi mới ship test đầy đủ anh em đến kiểm tra ok nhận hàng nhá. Dòng này là khách phản hồi là rất là ngon nhá. Đấy, xài rất ok luôn. Đấy, giá con này đấy, tôi chỉ để cho anh em là 1.350.000 đấy, một con nhá. Máy đẹp long lanh như này nhá. Còn con 1.500W này có điều tốc này. Đấy, máy cũng rất đẹp luôn. Có điều tốc nhá. Máy cực kỳ còn đẹp luôn. Đầy đủ full phụ kiện, cũng 2 mũi đục và 3 mũi khoan. Đấy. Giá là 1.450.000, ship tận nhà nhá anh em nhá. Đấy, ship tận nhà. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin chúng tôi anh em nhá. Đấy. Thôi đây chuyển sang mấy con cưa xích đi. Đây mấy con cưa xích có cả cưa xích điện, cưa xích xăng. Đấy. Cho anh em, đây là con cưa xích điện của Ojito. Công suất 2.000W, lam của nó dài 40. Đấy, lam dài 40 nha anh em, cắt được cây lớn. Đấy, công suất là 2.000W, điện 220. Đấy, dòng Ojito cắt rất khỏe, có thắng xích nhá. Đấy, thắng xích rất tuyệt vời luôn. Đấy, máy thì rất đẹp, giá thì được có 1.400.000 thôi anh em thôi. 1.400.000 anh em có quan tâm nhắn tin chúng tôi. Rồi chuyển sang đây con duy nhất còn một con cưa xích tay cột của Ojito nhá. Cưa xích tay cột này lam của nó dài có 20-25 thôi. Đấy, lam dài rất là ngắn đúng không, 254 đúng không? 25. Đấy, máy có thể là tay cụt nhẹ nhàng cho anh em cắt rất tiện. Đấy, củi kiếc ở nhà. Con này anh em có quan tâm để cho anh em giá 1.300.000 ship tận nhà nhé. Đấy, 1.300.000. Tiếp tục sang cái con 37cc của Ryobi. 38cc của Ryobi này, nam xích còn rất ok đẹp, long lanh luôn. 18 in, dài 45cm. Đấy, tình trạng máy còn rất đẹp nhá. Tình trạng máy rất đẹp. Anh em nào quan tâm để cho anh em được giá 1.850.000 ship tận nhà. Còn con 37cc này cũng tình trạng máy còn rất đẹp, 16 in, lam 16 in, dài 40. Dòng máy rất là ok, dễ nổ nha. Đấy, nhẹ nhàng. Đó, để cho anh em là 1.650.000 ship tận nhà. Đấy. Còn con 35cc này lam dài 30. Đấy, 12 in. Đấy, giá để cho anh em 1.550.000 ship tận nhà cho anh em. Đấy, tình trạng máy còn xăng hai thì ấy. Rồi chuyển sang cái con phun sơn chân quỳ. Đây là phun sơn chân quỳ của Ojito. Tình trạng máy thì còn đẹp trên 90%, đầy đủ phun phụ kiện này. Anh em cứ bỏ, đây là cái ống phun nọc sơn này, ống hút này. Đấy, ống hút ra, bỏ này vào thùng sơn anh em là nó chạy hút đây. Dây rất dây giả còn đầy đủ luôn, súng còn ok nhá. Đấy, phun này phun công nghiệp thì tuyệt vời. Con này thì phun từ BU cho đến phun sơn dầu, sơn nước nha anh em nhá. Đấy, rất là ok, rất là mạnh. Công suất của nó là 700W, điện 220-240. Đấy. Dòng này thì phun công nghiệp thì phun sơn thì quá tuyệt vời luôn, không gì để nói luôn. Giá 2.750.000 ship tận nhà cho anh em nhá. Anh em nào quan tâm những con máy phun sơn thì nhắn tin cho tôi nhá. Rồi tiếp tục sang đây là cái mấy con máy lọng này, con lọng vòng này, lọng vòng của Ryobi nhá. Đấy, đây là con lọng vòng của Ryobi này, tình trạng máy còn đẹp, còn khá đẹp. Đấy, có cữ này. Đấy, có cữ cữ thẳng này. Đấy nha anh em nhá, đầy đủ máy còn đẹp 95%, quá đẹp luôn. Công suất con này nó tới
Con này công suất của nó là đi 300, công suất con này của nó là 350W anh em nhá. Đấy, điện 220-140. Đấy. Đắt 2012. Tình trạng máy còn ok. Đấy, thì cắt độ dày của vật liệu gỗ hay là vật liệu khác thì nên đến 8 phân, đây, dày 8 phân. Đấy. Anh em nào quan tâm thì con này thì tôi để cho anh em là giá đi 3 triệu rưỡi nhé. Đấy, ship tận nhà cho anh em. Đấy. 33. Nhập như con này 3 triệu 3 anh em, 3 triệu 3 ship tận nhà cho anh em. Xin lỗi, sorry anh em, nhiều lúc hơi nhập. Nó cũng nhiều máy nên là cũng hay quên anh em. Không nhớ được hết đâu. Còn đây. Còn đây là cái con lọng phun phụ kiện nha, phun thùng nha. Đấy. Thùng của nó còn nguyên này, phun thùng phun hộp nha, đầy đủ nha. Đấy. Mới lưu 100%. Đấy, con này cũng đầy đủ cứ như này. Đấy, cũng vật liệu cắt dày tới 8 phân. Đấy, vật liệu cắt dày 8 phân. Công suất con này thì nhỏ hơn con kia. Đủ 250W thôi. Đấy, con này thì nhỏ, công suất nhỏ anh em nha. Đấy, thì giá anh em nào quan tâm cái con Ojito này, để cho anh em là giá 2,8 triệu bao ship tới nhà cho anh em nhé. 2,8 triệu bao ship tận nhà cho anh em, kiểm tra ok nhận hàng nha. Đấy, máy đảm bảo ok, phun hộp phun thùng. Đấy, thùng còn mới chứ không phải thùng rách đâu nhé. Đấy, đảm bảo ok. Còn tiếp tục sang cái đây là con cưa bàn mini nhá. Đấy, đầy đủ phun phụ kiện nha anh em nhá. Đầy đủ phun phụ kiện. Có cả đây, cứ xéo đây, cứ cắt đấy, đầy đủ được, cũng được đầy đủ luôn nhá. Con cưa bàn mini này anh em là đi làm mộc ấy, là rất tiện nha anh em nhá. Đấy, đi làm mộc cực tiện, con này mang theo. Đấy, công trình mình làm đóng trần hay là cái gì ấy, nhất là đóng trần chứ. Cực kỳ tiện luôn. Đấy. Con này công suất của này thì công suất của này nó vào rồi công suất 800W đi. Lưới của nó là 200 nhá. Lưới 200. Công suất 800W, điện 220-140. Đấy. Máy tình trạng mới lưu, phun hùng, phun thùng, phun hộp nhá. Phun phụ kiện nhá. Đấy. Anh em mà quan tâm con cưa bàn mini của Ojito đấy nhá. Giá để cho anh em chỉ có 2,3 triệu thôi nhá. Đấy, 2,3 triệu. Đấy, anh em mà quan tâm thì nhắn tin gửi chụp màn hình gửi tôi nhá. Rồi tiếp tục sang cái dòng máy cắt sắt đây. Đây là máy cắt sắt của con có hai con dòng của Cooper nhá. Đấy. Hai dòng của Cooper. Cái con một con loại máy thân dài trường nắng. Máy khí của nó nặng tới 18,5 kg. Đấy, một con thì này có 13,5 kg. Đấy. Nhưng mà máy tình trạng máy thì hai con thì nó cắt thì đương nhiên công suất thì như nhau, công suất là 2,4 nhưng mà cái con này thì nặng, chất lượng của nó chắc chắn hơn này, con này thì chắc chắn hơn. Đấy, công suất của này cũng 3,900 min. Đấy, con này thì có 3,800 min, lưỡi thì đều như nhau. Đấy, cái con này thân thì nó trường máy hơn. Đấy, thì giá của con này, đấy, anh em nào quan tâm chỉ có 2,2 triệu là bao ship tận nhà cho anh em, kiểm tra nhận hàng nha. Đấy, đảm bảo bao em chạy luôn. Đấy, bao em chạy. Nếu có gì bên tôi chịu trách nhiệm hết. Đấy, có gì mà xảy ra tình trạng có gì trong bảo hành, tôi bảo chịu hết chi phí đầy đủ cho anh em gửi tới, không phải mất cái gì, anh em chỉ mất cái công thời gian thôi. Đấy. Gửi tôi hoặc là anh em đóng gói vào đóng công gói thôi, tôi sẽ tự bốc bên ship hàng đến lấy, không anh em khỏi phải đi luôn. Rồi. Chuyển sang tiếp tục cái con loại này thì là chỉ có giá 1,600,000 thôi. Đấy. 1,550,000. Đây. 8,5 triệu hả? 1,5 triệu thì cũng được, 1,5 triệu. Đấy. 1,5 triệu. Đấy, 1,5 triệu con này nhá. Đấy, dòng này 1,5 triệu. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em. Đấy. Anh em nào quan tâm thì chúng nó 1,5 triệu thì lãi suất thì của dòng hãng này thì nó thấp, không được bao nhiêu hết. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ nhắn tin chúng tôi nhá. Đấy, bởi vì tôi mua là chúng tôi phải tự bảo hành nha anh em. Đấy. Rồi.
Còn sang mấy con cưa trượt đi. Mấy con dòng cưa trượt của Ojito này. Đấy, dòng cưa trượt Ojito lưỡi 210 nhá. Đấy, 210 có hai dòng. Một dòng là nghiêng ngả hai bên, một dòng thì nghiêng một bên. Đấy. Thì nếu anh em nào mà thích nghiêng ngả hai bên thì mua con nghiêng hai bên, hoặc anh em nào mua nghiêng ngả bên thì mua con nghiêng một bên. Thì giá đều như nhau anh em nhé. Đấy, giá chỉ có 2 triệu. Nó tình trạng máy là nó không có cữ nhá. Đấy, không có cữ à, không có kẹp gỗ đâu. Đấy, không có kẹp gỗ, không có túi bụi gì đâu anh em nhé. Anh em nào quan tâm ấy, thì tôi để cho anh em là giá chỉ có 2 triệu 3 thôi nhá. 2 triệu 3 một con, ship tận nhà cho anh em. Đấy, công suất của nó 1600W. Đấy, có tia đèn tia làm việc nhá. Có đèn led làm việc. Đấy, đèn tia nhá. Đèn tia re làm việc nhá, không phải là led, đèn tia re làm việc luôn. Đấy. Điện 220/140. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi, đây là tia này. Đấy, con này tia ở đây, mà con này thì kia ở đây. Đấy. Con này thì 8. Nhá. Còn 8. 800W hả? Ừ. À. Đấy. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi. Còn con 305 này. Đấy. Con cưa trượt 305 của Ryobi nhá. Đấy, lưỡi 305. Tình trạng máy còn đẹp 90%. Đấy, công suất 2000W. Điện 220/140. Đấy, có hút bụi, có kẹp gỗ đầy đủ nhá. Đấy, nói chung là kẹp gỗ đâu rồi đấy. Đấy, có kẹp gỗ. Có hút bụi luôn, đầy đủ luôn. Giá con này anh em nào quan tâm thì để anh em là giá là 4,6 triệu bao ship tận nhà nhá. Tức là có kẹp gỗ nha anh em nhá. Đấy, có kẹp gỗ. Đấy, máy tình trạng còn ok. Đấy, rất rẻ. Anh em nào quan tâm thì chốt thì cứ nhắn tin cho tôi anh em nhá. Rồi, chuyển sang mấy cái dòng chở xe. Đây là mấy con chuyển sang mấy con hút bụi rửa xe. Đây là hút bụi, thì dòng hút bụi thì có hai thì chỉ có hai loại thôi. Đấy, thì có hai loại 20 lít thôi. Những 30 lít bên này 30 lít bên này 23 lít thì đi sau thì sẽ giới thiệu cho anh em. Thì cái con hai dòng 20 lít của Ojito. Đấy, 20 lít Ojito này. Công suất của nó là 1250W đây nhá. Tức là đầy đủ full phụ kiện nữa anh em nhá. Còn đây này, có đầy đủ này. Đấy. Có nọc chứ, bịt chứ của nó đầy đủ, bịt của nó cái nọc này nọc bằng ấy nha anh em nhá. Bịt cái này nó bằng vải này. Đấy, bằng vải nhá, chứ không phải bằng ấy nhá. Nhưng mà vẫn hút khô ẩm thoải mái anh em nhá. Đấy, có hút khô được luôn. Đấy, có đây là thổi vừa hút vừa thổi nhá. Đấy, nọc vải của nó là rất là bền, không bao giờ bị rách anh em nhá. Đấy. Đầy đủ full phụ kiện. Giá con này anh em nào quan tâm để cho em giá chỉ 1,5 triệu thôi, ship tận nhà cho anh em. Đấy, đầy đủ full phụ kiện luôn. Còn cái con Ryobi này đấy, cũng công suất là 1250W. Đấy, cũng đầy đủ full phụ kiện. Con này thì đây, cái này này nọc khe nhá, nọc khe ép, nhưng mà nó lại bằng cái này bằng giấy, không nước vào là nó hay bị mục nhá. Đấy, con này nước vào là hay bị mục. Đấy, nên anh em chỉ hút ẩm thôi, không hút được nước. Đấy, con này thì hút cũng vừa hút vừa thổi anh em nhá, hút vừa thổi. Giá con này 1,7 triệu em nhé, 1,7 triệu. Đấy, 1,700K full phụ kiện luôn, ship tận nhà cho anh em. Còn đây là cái con cửa xe. Đấy, cửa xe của Ryobi này đầy đủ full phụ. Đây này, full đồ như này này, hai có nó có kèm theo chỉ có hai đầu, một cái dây cấp nước này và hai đầu tia này. Đấy, hai đầu tia chỉ này. Đấy, hai đầu tia chỉ nhá, một cái súng này nhá. Đấy, dây của nó là dây 6m nhá. Đấy, dây 6m. Đấy, dây 6m kèm hết đầy đủ cho anh em. Đấy, giá con này để cho anh em là giá là đi một con này 1,650 thôi. Đấy, 1,650 ship tận nhà cho anh em nhá. Đấy, tiếp tục sang cái con đây. Đây cái con rửa xe 1800W đầy cũ. Đấy. Đây. Đầy đủ có cấp nước, cấp chức đầy đủ như này. Đấy. Có súng. Đấy, súng thì đầu chỉnh 5 tia. Đấy, đều có chỉnh 5 cấp, đầy đủ cho anh em. Có bình bọt tuyết đằng sau, đầy đủ nha. Ra bọt tuyết con này thì nếu anh em mà muốn để hút ấy, thì anh em tạo dòng chảy thì nó sẽ hút được nhá. Thế tạo dòng chảy
thì nó mới ra được, còn nếu anh em không tạo dòng chảy thì là nó không hút được đâu. Con này là nó vậy, mà anh em muốn bền, máy mà chạy bền thì em có thể là hút cấp nước trực tiếp thì nó rất là bền. Đấy, giá là 1,7 triệu nhá. Đấy, ship tận nhà cho anh em. 1,7 triệu trong ca ship tận nhà. Đấy, còn cái hai cái dòng này 1600W, 1800W đây. Đấy, 1000 dây đầy đủ. Con này thì một đầu súng tia xịt để chỉnh xe và tia đấy. Vừa xe và tia, có bình cấp bình xà bông đằng sau. Máy còn đẹp là 95%. Đấy, đời mới nhá. Đấy, con này thì anh em nào quan tâm, con máy rửa xe 1800W, 2,1 triệu, 2,1 triệu k ship tận nhà anh em nhá. Đấy, 2,1 triệu k ship tận nhà. Còn con 1600W đây. Đấy, cũng đầy đủ full phụ kiện, cũng dây cấp nước đầy đủ luôn, cũng dây 6m, dây súng 6m đây. Đấy, đời mới. Thì con này thì nhỏ hơn con 1800 một xíu, nhưng hình thức máy thì giống nhau. Đấy, giống nhau cũng có. Nhưng mà được cái là hai cái dòng đời mới này tự hút được em nhé. Đấy, rất tự hút được. Đấy, thì giá của con này thì tôi để cho anh em là giá từ 1,850k ship tận nhà nhá. 1,850k ship tận nhà cho anh em. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi. Còn 2,400. Đấy, con dòng máy từ, máy con này nặng tới 24-23 kg, rất là nặng luôn. Đấy, có cái súng chỉnh 5 tia. Đấy, cái này mỗi cái súng của nó bị anh em cần cái khúc súng zin thì tôi có súng zin để ráp cái này. Đầu này nhá, nếu khúc súng zin của nó chỉ thiếu mỗi cái đầu dưới thôi. Cái đầu dưới thôi. Đấy, nó là anh em cần cái báng súng zin và một cái đầu như này là tôi vẫn có cho anh em. Đấy, giá là của nó là bao gồm này có cũng ra bột tuyết nhá. Đấy, chỉnh 5 cấp. Đấy, chỉnh 5 cấp có ra bột tuyết đầy đủ cho anh em. Dòng máy từ giá 3,5 triệu bao ship tận nhà nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nha. Đấy, 3,5 triệu ship tận nhà cho anh em. Rồi đây còn mấy cái dòng máy phát điện này. Đấy, anh em nào quan tâm máy phát điện nha, có cái máy cách âm có này. Đấy, máy cách âm rồi máy không cách âm đều có hết nha. Đấy, có cả mình loại loại 6 kg. 6 kg thì tôi chưa lên cho anh em. Đấy, 6 kg của dòng Hồng Nhật. Nhật nhưng mà điện 220, nhưng mà dùng cho phương Tây nhá anh em nhá. Đấy, chúng Tây dòng nó đây là 220 rất là khỏe luôn. Thì đây là cái con cách âm của Ruby này. Cách âm 2000W này, 1600-2000 này. Đấy, giá để cho anh em là 8,500k ship tận nhà. Đấy, cách âm của Ruby 1600-2000. Đấy. Chạy xăng 4 thì, còn cái con 2000W của Ozito. Đấy. Đấy, dòng Imater. Đấy, chạy cũng bo điện tử. Giá con này để cho anh em là 4,4 triệu ship tận nhà. Đấy, 4,4 triệu ship tận nhà. Còn cái con 2,500 à? Con 3,600 đó. 3,600. Con 2,500. Đấy, giá là 6,3 triệu nhá. 6,3 triệu ship tận nhà cho anh em. Dòng 2,000. Đấy, máy có thế là rất khỏe, còn đẹp, long lanh luôn. Đấy, máy còn cực kỳ đẹp luôn, đẹp 95%. Máy rất khỏe nhá, chạy 4 xăng 4 thì. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin giúp tôi. 6,3 triệu ship tận nhà. Còn cái đây dòng này. Đấy. Có hai con dòng này này anh em này. Đấy. Anh em rất là đẹp, anh em muốn lựa con nào cũng được. Đấy. Giá đều công suất của nó từ 3,100 đến 4,000. Đấy. Anh em nào quan tâm nhá. Đấy, thì là coi thế giá là 10,5 triệu nhá. Đấy, ship tận nhà cho anh em. Đây, còn cái con máy con nén khí 24 lít này. Đấy, 24 lít này anh em này, dòng có dầu nhá, dòng có chạy dầu. Đấy, còn nó là dòng bao nhá. Đấy, con này bảo hành cho anh em 6 tháng nhá. Đấy, bảo hành anh em 6 tháng luôn. Đấy, thì điện 220. Con này thì anh em nào nhất là máy nhà mà bơm sửa xe máy là xài con này là ok. Đấy, cực kỳ khỏe nhá, dòng có dầu. Thì giá con này anh em nào quan tâm thì để cho anh em giá chỉ có 2,000,000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Đấy, bảo hành cho anh em là 6 tháng. Đấy, anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhé. Đấy, còn cái có loại khoan đất này. Đấy, khoan đất loại Ryobi và Homeline. Đấy, công suất của nó là con Homeline là 40cc. Đấy,
mũi của nó là khoan rộng là 22 phân nhé. Đấy, sâu là 70 phân nhé. Đấy, khoan sâu là 70 phân. Giá của con này là 3,3 triệu nhé anh em nhé. Online 3,3 triệu. Đấy, còn con Ryobi đấy, giá 3,5 triệu nhé. Đấy, thì công suất là 42cc. Đấy, thì cũng mũi thì bằng nhau. Mũi hai con này như nhau nhé anh em nhé. Đấy, thì anh em nào quan tâm cái dòng khoan đất thì nhắn tin giúp tôi anh em nhé. Đấy. Ôi, và xin chào tất cả các anh em. Hẹn anh em vào video tiếp theo nhé. Chúc anh em buổi ngày nghỉ Chủ nhật luôn là mạnh khỏe, vui vẻ bên gia đình nhá. Đấy, rồi lại tiếp tục thứ hai và làm công việc. Anh em nhớ vào thì chấm cho cái like giúp anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em.